85 gì đấy. Thế bạn vừa nói là đây là có bố bạn là bị ung thư, chứ còn ai nữa? Ông nhà con cũng bị ung thư. Với lại anh trai ông con cũng bị ung thư, em ông con cũng bị ung thư. Tức là, tức là cái đời cứ đời ông 60 tuổi và đời về nhà ngoại. Thế còn lại đời bố, đời bố thì chỉ có một mình bố thôi thì. Bố con đang bị, và chú con dưới bố con bây giờ cũng đang bị ung thư thận. Đấy, cái chú Sơn nhà con đang bị ung thư thận. Ông là thành ông Trương Gia. Bố con là ung thư gan, còn chú Sơn ung thư thận mà đang chữa giáo sư 8 năm nay rồi. Dạ vâng, vâng ạ. Cảm ơn ạ. Bây giờ cô tập trung rồi nhé, để cháu kiểm tra. Cái nhà này là lâu chưa? Nhà này là lâu chưa? Vâng. Vâng. Trước cửa nhà bên phải nó đứng cái chỗ gốc mít kia rồi. Đấy. Ừ. Cái mít này nó về cái quả nó năm có năm không vậy ạ. Đúng. Và lúc có ngon, có lúc không. Không ăn được ấy ạ. Đúng rồi, vâng. Chính xác. Thôi vâng. Vâng. Thật đó. Đúng thế. Cái cây này nó được bao nhiêu năm rồi cô? Ở trong 40 năm trở lên. Mấy chục năm. Em cháu chắc phải 40 năm, nó phải tầm đấy. Có nghĩa là... Năm thế thì trước đấy nữa nó phải có một cái gốc khác, một cái gốc khác ở đấy rồi. Sau đó thì nó lại cái cây này nó lại mọc lên. Trước đấy nó có một cái gốc khác đấy rồi. Gốc chám nhỏ bé. Có. Trước... Chám nhỏ bé là bên này. Không, trước đây nó phải có một cái gốc khác ở cái chỗ chính cái gốc cây đấy. Bà ơi, nó cây có. Mít của nhà ông Trường. Có. Cây mít của nhà ông đấy. Bên kia, nó cách xa. Bên gần đấy. Đây, đây, nó phải ở... Không, tại vì như này này. Đây này, mọi người nghe cho nó này. Cái đất này là... cái chỗ gốc mít này kìa, hoặc là dịch về vào trong này một chút thôi. Cái chỗ cái nhà lá này này, dịch tức là từ gốc mít rồi dịch vào chỗ phía nhà lá này này. Trước đây nó phải có một cái cây nào to hơn và cổ thụ hơn, lâu đời hơn ở cái khu vực đấy. Thầy ơi, con cắt lời thầy. Vâng. Con nhớ là ngày xưa là ở chỗ bên cái nhà cái con bé này đang ở này. Vâng. Là có một cái gốc mít rất to, bà biết con Hoàn mấy thằng Tuân hay chơi đấy không? Ừ. Đấy mà con trèo lên cây mít đấy không? Ừ. Cái cây mít đấy là họ chặt rất là lâu rồi. Thế là tức là nó sát với cái tường này. Dạ vâng vâng đúng thầy. Ừ. Đây nó gần ở rồi, ngôi nhà. Rồi rồi. Thế thì đất này là đấy, đất cây đấy nằm bên đất nhà mình ta. Nhưng vấn đề nó lại nằm bên nhà mình như này. Đất này là đất có của. Có của. Đây gọi là ma, gọi là trinh nữ. Có trinh nữ. Thần giữ của. Có hai cái thần giữ của chứ không phải một. Vậy thì của ở đây cũng khá nhiều đấy ạ, chứ không phải ít đâu. Có một vấn đề này cháu hỏi cô một chút này, trước đây chú còn sống với cô, chú có sống xa nhau khoảng thời gian nào không? Không ạ. Nhưng nhau hay giận dỗi. Không xa. Không xa mà cũng giận dỗi cả nhau. Chú mất được một năm rồi chị ạ? 22 rồi. Đầu 9 ngày hôm sau thầy gọi con và thầy lên. Rồi, thôi rồi, từ từ để cháu lật lại cái vấn đề này một chút. Chú đã phạm lỗi với cô lần nào chưa? Không biết gì à? Tất nhiên là cũng có đấy, cứ va chạm nhau thì nó cũng có nhiều. Phạm lỗi ở trong là trong chuyện tình cảm cơ. Phạm lỗi là ông có đi cặp bồ chưa ấy. Cô có biết không? Ý, hỏi là vậy. Sao mà biết được? Tại vì có một thông tin này, có một thông tin này. Chú có con ở ngoài đấy. Chú có con riêng ở ngoài đấy ạ. Có con trai ở ngoài đấy. Vâng. Không biết đi ba rồi. Vâng. Vâng. Đây là một cái thông tin khá là quan trọng đấy nhá. Cái này thì gia đình cần phải nắm bắt. Vâng. Đây là nhà này có một căn số, bạn đưa tôi xem tay phải bạn xem nào. Đây là ai căn số? Tuyền, chắc là Tuyền. Vâng.
tính khí nó hơi thất thường ấy. Đúng rồi. Và thất thường là một, thứ hai nữa là nóng tính, và nó gọi là thậm chí là còn cả nữ tính nữa cơ. Đúng. Thế à? Đúng. Và... cô Huế gọi về đi, cô Huế về. Thôi không cần đâu, không cần đâu. Tại vì đây là nó ra hết vấn đề rồi. Thế đã lập gia đình chưa? Chưa lập gia đình. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 84 ạ. Ôi trời. Vẫn bị yêu bởi con lại thôi. Cái vấn đề đấy thì lại là do cái thần ở đây. Và cái vấn đề đấy là do cái thần ở đây. Nhưng mà cái căn số này thì nó lại tính hơi đồng bóng đấy ạ. Đúng, 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 đúng. Và tính hơi đồng bóng. Chẳng hạn bố mất thì đôi khi cứ nhập vào nó. Cứ không phải là cái nọ cái kia là ngộ ý là cũng sang tai cho nó là xây khuôn viên mộ cho bố như này mà lại để là cũng có vị hợp bố được. Và này là căn số. Căn số. Chồng của cô có là con trưởng không? Có. Vâng. Vâng. Cái âm phần của nhà chồng nó không được tốt đâu nhá cô nhá. Phúc đức của nhà chồng cô không được tốt đâu. Bên thậm chí là còn có nghiệp từ đời cụ tứ đại đấy nhá. Cái đấy để từ từ cháu cứ gọi ra dần dần đã nhá. Vâng. Còn thêm một điều nữa là ở trên này, vùng trên này mà lại nhà chồng cô lại có một cái bà tổ cô rất là thiêng. Cái bà tổ cô rất là thiêng đấy. Và thêm một điều nữa là trước đây cô cũng hỏng bỏ một cái thai nam cũng rất là thiêng đây này. Cô ấy hỏng bỏ một cái thai nam nhé cô nhé. Chắc là nhỏ lắm. Và thêm cái thông tin này nữa cũng cần phải nói ra, đấy là chú ấy trước đây là có phạm lỗi với cô và có con ở ngoài đấy nhé, con trai ở ngoài đấy. Chưa thấy cái này chưa biết. Vâng, cái này thì không có vẻ thông tin thì cứ nói ra thôi. Còn lại thì như thế nào thì tùy duyên vậy, tùy phúc vậy. Nhưng cái còn cái chỗ này là trước ấy cô có nhìn thấy bao giờ nó kiểu dạng như nó có lửa nó bùng lên ở cái chỗ này. Chỗ này cô không nhìn thấy nhưng mà ông là cô hồi xưa ấy, ông nhìn thẳng vào bên này. Ông bảo có đêm có lửa đỏ. Lửa đỏ. Mấy dặn cao bên kia kìa. Ông bảo đêm có lửa đỏ bên này. Mẹ như có một cái đoàn người thật đông đi, có xếp hàng đi thật đông. Vâng, tại vì thực ra ở đây ấy, ở đây nó cũng có. Ở đây là này này, ở đây là cái lung chung là cô cũng mới, con bé nó mới nổi đồng thôi. Cô lên xem thì thấy nó bảo là mà đói mà khát như yêu tinh, toàn không quần không áo mà bậu ở kênh này. Thực ra như này, không, thực ra như thế này, đây để cháu giải thích, cháu giải thích. À, cái cây đấy dưới gốc cây của nó là có của, cái phần thân cây đấy trên cái cây đấy là nó có thần nữ nó ngự ở đấy, và khi nó ngự ở đấy thì nó sẽ quy tụ các cái vong linh lang thang ở quanh đây. Đúng. Nó về đấy. Vâng. Và bây giờ cháu bắt thần đi thì theo cháu nên chặt cái cây sung ấy đi, à cái cây mít ấy đi. Thầy cho hai nhát chặt luôn. Rồi. Gia đình muốn để mà muốn không. Chặt thì cháu chặt cho nhá. Thầy chặt luôn. Vâng, chặt luôn. Rồi. Thế còn lại dưới thì gia đình để ý nữa. Đừng có động chạm gì ở dưới đấy. Rồi. Đào lấy của thầy. Của phải đào lên thế này. Của thì nó tùy duyên. Tùy phúc và đào lên nó có khi thành đất. Thì tại vì là phúc nó chưa đến. Và đây nó cũng là cái tài nguyên của đất nước mà. Cho nên cái đấy không phải của gia tiên thì tốt nhất là không động vào. Không phải của gia tiên. Vâng, đấy là không phải của gia tiên. Rồi, bây giờ hôm nay bắt cái thần này đi thì cái cậu 84 đấy thì cậu sẽ bình ổn trở lại và cái chuyện vợ con nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng còn một cái góc độ nữa là cậu ấy căn số, cho nên thì cái này thì thôi cứ để kệ, căn số thì để kệ thôi. Thế như làm nào mà không cho bạn phân số được? Thì đây cũng được thôi, thì cắt đi cũng được. Cắt thì nếu mà cắt thì bạn gửi cho tôi cái thông tin nhá. Rồi thôi rồi, bây giờ cháu bắt nó đi là xong thôi. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, bắt hết tất cả các vong linh lang thang và hai trinh nữ giữ của lên thiên đợi xét xử. Cháu giải thích thêm một cái điều này nữa này, là cái hiện tượng mà mấy người bị ung thư ấy,
thì đây cái dòng họ bên nhà chồng cô nó có một cái nghiệp từ đời cụ. Đúng. Cụ Tứ Đại. Cụ này trước đây cho thấy hình như là còn là kiểu như dạng như là Trung Đông hoặc địa chủ cơ. Trung Đông hoặc địa chủ. Vâng. Cụ Tứ Đại đấy. Cho nên là cái nghiệp này hơi nặng đấy ạ. Đất này hơi nặng chứ không phải đợi. Cháu là thế này là cô. Vâng, cô đợi cháu một chút. Lệnh cho Tứ Đại hộ pháp áp giải hai con trinh nữ lên thiên đợi xét xử. Con đen xì thì đấy chắc là các cái vong nó quy tụ về đây thì nó đen xì. Con đẻ. Đấy, thì đây ạ, thần đấy chị ạ. Vâng. Lát nữa chặt đi thưa ạ. Cô đợi cháu một chút ạ. Cô đợi cháu một chút. Rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Nhà này bà tổ cô khá thiêng đấy nhá cô nhá. Bà tổ cô, nhà chồng cô ấy khá là thiêng. Thế còn lại cái cô định hỏi cái bạn 84 đấy gì ạ? Cái bạn 84. Bạn 84 thì bây giờ ấy thì sẽ bình thường trở lại. Thế còn lại cái căn số ấy thì lát bạn nhắn cho tôi cái thông tin nhé. Bây giờ thì ai cho bạn cho mình mượn cái dao đây. Dao chặt to cái bé này. Dao to. Đây đi ra đây chặt cháu chặt thì cái cây nữa là xong thôi. Và hôm nay hoặc ngày mai cô làm cơm cho chú đi. Thì chú hôm nay mới lên được. Thầy thầy hôm nay thầy có cái xem nào. Gia tiên làm sao? Cái này để tôi về tôi kiểm tra với xin lệnh sau đó tôi bán lại cho bạn nhé. Thấy dạ. Có dao đấy được ạ. Đây đây thôi rồi không cần đâu. Đây đây tôi chặt hai cái. Đây cái sửa xong à, gia đình nhà nhờ ai ta đến ta chặt cho nhá. Ok. Có được dao gốc không thầy hay chỉ chặt thôi? Có dao cũng được ạ. Hả? Dao được ạ. Dao được cả gốc đi à? Vâng vâng. À thế không biết. Thần to nhé. Rồi, được rồi. Đang có việc một tí. Nhà này bà tổ cô thiêng thích chứ. Bà có bao giờ theo cháu gái phù hộ nên cái lần đi xe, con đi xem có thể bà có người bảo con bà tổ cô bà không bà tổ cô này thiêng lắm, bà tổ cô này rất thiêng. Lúc nào con bảo bà là khấn khấn cổ bà tổ cô này khấn đi nào. Không cần đâu ạ, mình cứ nôm na thôi ạ. Vâng, cứ cấn nôm na, không cần phải cúng. Bà ra tiên tiền tổ, bà cô tổ của dòng họ Trần nhà mẹ. Đúng không? Nhưng mà mẹ là cháu đâu gì đấy. Cụ này trước đây là kiểu dạng như Trung Đông địa chủ cô ạ. Đúng rồi. Vâng, và cái nghiệp này là cái nghiệp liên quan đến chuyện tiền bạc. Nhắc cô nhé. Vâng, nghiệp này là nghiệp liên quan đến chuyện tiền bạc. Còn lại thì cái hướng giải quyết như nào thì lúc đấy cháu sẽ nhắn lại cho bạn này xong. Vâng. Thế nên như là cái nghiệp này thì có nặng lắm không thầy? Nói chung là nặng. Vâng, có gì thì tôi sẽ nhắn lại. Bây giờ thì cháu vào để cháu chuyện ra tiên cho gia đình. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi làm lại clip này để ghép thường xuyên vào các clip công việc để nó là những cái lời thông báo, cảnh báo đến tất cả mọi người. Có các gạch đầu dòng như sau. Gạch đầu dòng thứ nhất đó là tôi chỉ làm việc qua Zalo số 0984133133. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn trình bày cụ thể, chứ thời điểm này các bạn có nhắn tin bảo tôi xem cho thì tôi không có thời gian đâu.
các bạn trình bày cụ thể vấn đề nhà mình, và tôi khi tôi đọc tin nhắn thì tôi sẽ trả lời và tôi xem xét xem có nhận lời hay không. Chứ các bạn đừng nhắn tin theo kiểu thầy ơi, thầy xem giúp con với thì tôi không trả lời đâu ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi không làm việc qua Facebook, không nhắn tin với ai qua Facebook, cho nên các bạn cẩn thận không bị lừa. Gạch đầu dòng thứ hai đó là bộ ấn lệnh trận đồ của tôi là dùng để cứu người, giúp người, chứ không phải để mua bán. Cho nên các bạn cẩn thận không bị các đối tượng ở trên mạng ta lừa, nó bán cho các bạn một bộ trận đồ hoặc bộ ấn lệnh mấy triệu đồng, rồi đến lúc các bạn quay ra các bạn lại chửi tôi là bán cái nọ bán cái kia. Tôi xin nhắc lại là như thế. Gạch đầu dòng thứ ba đó là các gia đình khi tôi đã nhận lời và tôi lên lịch, nếu như không đợi được lịch của tôi thì các bạn nhắn lại liên tục vào Zalo và nhắn lại số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản gửi lại tiền cho các bạn đã chuyển cho tôi. Gạch đầu dòng thứ tư đó là khi các gia đình làm việc với tôi thì tôi sẽ thống nhất một khoản chi phí. Khoản chi phí này vừa là để tôi xử lý tâm linh, vừa là tiền chi phí đi lại. Tất cả các gia đình, cho dù gần hay xa, từ ngoài Bắc hay vào trong Nam, dù hàng nghìn cây số hay là một vài cây số, thì tiền chi phí là như nhau. Cái này tôi không thương thuyết, tôi không kêu gọi hay tôi không thuyết phục mọi người làm. Ai đồng ý thì làm, không đồng ý thì thôi. Cái này là tùy các bạn. Và vấn đề cuối cùng đó là tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất mang tên tôi là Lương Chính Khang. Số tài khoản của ngân hàng BIDV, số là 21 51 000 233 9954, hoặc là số mới nó sẽ là số rút gọn là 215 233 9954. Tôi chỉ dùng một số tài khoản duy nhất, chứ không có dùng số tài khoản của vợ hay là số tài khoản của học trò hay là của bất cứ một ai. Các bạn cẩn thận kẻo bị lừa. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.